Alfred Dürer là một họa sĩ và điêu khắc gia nổi tiếng của nước Đức vào thế kỷ thứ 15. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông đó là bức tranh Đôi Tay Cầu Nguyện. Sự tích của họa phẩm này như sau. Vào thế kỷ thứ 15, tại một làng nhỏ gần Nuremberg, có một gia đình rất đông con, mặc dù sống trong cảnh nghèo khó, nhưng hai người con lớn vẫn ấp ủ giấc mơ theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Nhưng sự thật đáng buồn là người cha không thể nào kiếm được đủ tiền để cho con ăn học. Sau những trăn trở và suy tính, hai anh em cùng tung đồng xu, ai thua người đó sẽ phải làm việc tại hầm mỏ gần nhà để kiếm tiền nuôi người kia ăn học trong thời gian 4 năm. Theo thỏa thuận, sau khi thành công, Dürer sẽ dùng tiền bạc của mình để giúp cho anh ăn học cho đến khi thành tài. Thế nhưng, khi Dürer đã thành tài, danh tiếng của anh bắt đầu nổi lên, thì đôi tay của anh mình đã ra chai cứng vì lam lũ vất vả, đến nỗi không thể nào cầm cọ để vẽ nữa. Một ngày nọ, tình cờ bắt gặp đôi bàn tay của anh mình đang chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Đôi bàn tay đã bị biến dạng và chai sạn. Dürer thầm nghĩ, ta sẽ không bao giờ phục hồi lại được năng khiếu cho đôi bàn tay này. Nhưng ít ra, ta có thể chứng tỏ tình yêu và lòng biết ơn của ta bằng cách họa lại đôi bàn tay đang cầu nguyện này. Ta muốn ca tụng đôi bàn tay thanh cao và tấm lòng quảng đại vị tha của anh trai mình. Thế là kể từ hôm đó, Dürer đã để hết tâm trí vào việc thực hiện bức tranh. Đó không phải chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần, nhưng là tất cả tình yêu và lòng biết ơn mà ông muốn nói lên với một người anh trai của mình. Bức tranh đã trở thành bất hủ, nhưng càng bất hủ hơn nữa, đó là tấm lòng vàng của người anh trai và tâm tình tri ân của nhà họa sĩ. Bạn thân mến, cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta giống như bức tranh cần được hoàn thành. Mỗi nghĩa cử chúng ta làm cho người khác là một đường nét chúng ta thêm vào cho bức tranh. Khuôn mặt của chúng ta có thể bị khô cằn hoặc rướm máu vì những cày xéo của những thử thách, khó khăn. Đôi tay của chúng ta có thể bị khô cứng vì những quảng đại quên mình. Tuy nhiên, những đường nét bác ái sẽ làm cho khuôn mặt ấy và bàn tay ấy trở thành bất